Tao không dễ. Mình biết tại sao hàng với ông Nghĩa. Xin chào, chúng tôi là Ninh Trang Trại Hàn Quốc. Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình sẽ ăn thử một món ăn đặc biệt. Rất đặc biệt. Và món ăn này là của Hoa Bơn Food. Hoa Bơn Food là rất nổi tiếng ở YouTube. Đúng rồi, cũng có kênh YouTube. Đúng rồi. Và Quang Hải Triều subscriber. Đúng rồi. Và Hoa Bơn là ẩm thực Tây Bắc. Và hôm nay chúng mình sẽ ăn một món ăn của Hoa Bơn Food. Và món ăn là thịt trâu. Trâu cắt bếp. Thịt trâu cắt bếp. Nhưng mà thật sự ở Hàn Quốc anh chưa bao giờ ăn thịt trâu không? Chưa. Đúng rồi, ở ngoài Hàn Quốc không có cơ hội. Không có cơ hội ăn cái này. Và thật sự chúng mình chỉ có một ký từ miền Bắc thì phí trào hàng bao nhiêu? 80. Và một ký thịt trâu cắt bếp là 800 rưỡi. Trời. Trời ơi. Cao lắm. Cái này không phải là quảng cáo thì chúng ta phải trả tiền. $920. Rất mông chợ ngon. Tại vì mắc mà nhưng không ngon thì rất buồn. Đúng rồi. Ok, sẽ mở nhá. Ok. Ai, ui, 진짜 thôi. 진짜 thôi mà. Rất cười lắm. Ok. Yo, thịt trâu cắt bếp. Hoa Bơn. Hết rồi. Yo, một tí. Yo. Cái này giống như đá. Đá. Chúng mình không biết ăn như thế nào. Đúng rồi. Thì chúng mình phải hướng dẫn từ Hoa Bơn Food. Cao cao thành tí. Làm như đặt vậy. Miếng thịt vào làm và cho trong nồi. Hấp lên một lúc khoảng 5-7 phút cho nó chín. Từ 5. Ok. Căn nha. Xem thử nha. Ok. Sao cho nó ăn. Đẹp lắm. Và hơi nhìn thấy giống cổ. Khá đẹp. Mùi thơm. Thơm hả? Thật thơm. Thật mát xinh kết ạ. Thật mát xinh kết ạ. Thật mát xinh kết ạ. Nhưng mà bây giờ là nôm lên. Nên bây giờ. Bây giờ phải hút lên mà. Ok. Mình sẽ lấy. Thật thơm. Mát kết ạ. À đây. Nó. Bây giờ là ngon. Ok, nấu ăn đi nhé. Ok. Chúng mình chuẩn bị rồi. Và chỉ hai cái thôi. Nhiều quá hả? Nhiều quá. Thật sự đầu tiên xem cái này. Là khá mắc nhưng mà cái này là khá nhiều thì ok. Đáng giá. Chấp nhận. Chấp nhận được. Nên chúc mừng phải hấp lên 10 phút. 10 phút. Mấy phút phải trao đổi. Mấy phút lâu quá. Lâu quá. Trao đổi nha. Đã, mà khi đó chúng mình có thể làm sốt. Đã. Thì có thả chát mình thật là đó. Có lẽ thả chát. Sử dụng tất cả. Tất cả gì? Tất cả. Thêm quá. Cắt ít. Chỉ có màu sắc rất là đẹp. Rất đẹp. Và cũng thêm nước mắm hả? Thì một chút thôi. Một chút. Cái này không phải là nước mắm. Đúng rồi. Nước chanh. Món ăn này ăn với rượu hoặc là bia thế nào? Thì chúc mừng sẽ đi mua coca. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Chốn lộn. Ok thì thôi đi. Coca, một ly coca thôi nha. Wow.
có rồi. Ôi giời ơi, mày mong quá. Đúng rồi. Ngồi nhá, ngồi nhá. Ok. Và các bạn ơi, cái này là hạt mắc khen. Hạt mắc khen. Ừ. Ok. Ok. Chân vào đi. Và khi mình đi vào, mùi rất thơm. Thơm mùi gừng. Mùi gừng. À, mùi cái gừng. Gừng là cho sức khỏe nó tốt. Đúng rồi. Nhiều. Đúng rồi. Quá nhiều thì thêm nước mắm. Thêm nước mắm. Một chút. Để xem mớ ra nhá. Ok. Giờ. À, bắt được. Yo. Đẹp rồi. Wow. Oh, thơm quá. Wow. Ồ, thơm. Cái này sẽ thế à? Sao ta ăn không phải là cắt. Cắt cũng được nhưng mà sẽ là ngon không? À, thế à. Chà, nên chúng mình ăn thử nhá. Ok. Ăn thử nhá. Nồng quá. Thơm quá. Ok. Các bạn ơi, như thế nào? Không phải mềm mại. Chúng mình nấu ăn sai. Cái này bản thân là hơi cứng hả? Ok. Trông như là cứng hết à? Trời ơi. Và sốt là rất là ok. Sốt rất ok. Nếu không có ăn thì không thể ăn được. Thật sự. Đúng không? Thật sự đúng không? Nhưng mà khó ăn. Một cái lửa lượng nhiều quá. Thật sự với bia hoặc là với lúa rất là hợp nhau. Có thể cảm thấy cái này với lúa với bia rất là hợp nhau. Tại vì cái này giống như mực. Mực. Cứ ăn thì vậy thôi. Giống như mực. Thật sự theo mong đầu tiên thay cái này nhìn thấy rất mềm mại. Nhưng sau khi ăn cái này cứng quá. Thật sự chúng mình nấu ăn sai thì rất cứng như vậy. Chúng mình nấu giống nhau. Giống như hoa bánh. Chúng mình đã được hướng dẫn rồi. Đúng rồi. Ngon đúng rồi. Cái này giống như món ăn vặt. Đã hợp dễ. Mình biết tại sao ăn với ông Việt. Các bạn đã xem Avengers chưa? Avengers có mà. Tôi bảo khác không phải cưng nước rồi. Thế à? Không phải cưng nước rồi. Nếu nấu lâu hơn thì sẽ mềm hơn. Wow. Ngon. Không biết là ngon nhưng mà cứng. Khác cứng. Với sốt là ngon không? Thật sự sốt ngon hơn và dễ ăn. Em cảm thấy như thế nào? Mình đã ăn thịt trâu rồi ở Hà Nội. Nhưng mà cái này đúng rồi. Khác nhau với thịt đó. Thịt đó là nướng. Nhưng mà cái này là cắt bếp. Thì cái này rất cứng. Nướng mà thật sự ngon. Cứng mà ngon. Nếu các bạn thích món ăn cứng thì chắc chắn cái này sẽ ăn ngon.
mặc dù cái này hơi dai nhưng hương vị là rất ngon. Cái này thật sự ngon, anh biết tại sao không? Tại sao? Vì chúng mình ăn hết rồi. Nếu mà chỉ nói ngon thôi thì không ăn hết được. Cũng có rất nhiều. Chúng mình phải chia sẻ. Chia sẻ và mời. Và dù sao chứ nữa, hôm nay chúng mình đã ăn thử thích châu các bếp của Hoa Văn Food rất nhiều. Khá đáng giá. Nên nếu các bạn biết về món ăn đặc biệt như vậy thì phải về comment nhiều nha. Cảm ơn các bạn, chúng tôi là Ninh Trang Tài Hàn Quốc. Tạm biệt.